Rồi, chào mọi người. Hôm nay xin giới thiệu cho mọi người một cái bộ dụng cụ dùng để gắn cái máy mài cầm tay chúng ta đó, thành cái máy cắt. Cái bộ dụng cụ để gắn thêm đó. Đây. Để tôi sẽ khui cho mọi người xem ha. Bộ dụng cụ nó gồm cái gì? Đây không? Đây. Đây ha, cái tay ha. Rồi, này là cái khung. Cái khung này là khung bắt máy nè. Nha. Đó cái khung bắt máy. À, tay và khung bắt máy. Này, đây là cái bàn ha. Này cái đế đó. Đế này rất là nặng nha. Đế rất là nặng, cầm để rất là đầm. Đế này trong đây nó có 4 cục cao su ha, để nó chống trượt á. À, chống trượt nó cứng lắm, nó để như đẩy không không chạy đó, cứng lắm đó nha. Này miếng chập bụi che mạc rồi đó, bộ dụng cụ gá thôi nó ha. Thì hai bát bắt nè, hai bát bắt của ốc giác, thì nó trang bị đủ cho chúng ta bắt luôn, chúng ta không cần phải mua thêm ốc vít gì hết á. Nguyên bộ dụng cụ để ráp gồm là nguyên túi đồ nghề nè ha, một cái bát bát này, một cái đế nè, thế này nó có cái chân, thế này nó có cái chân, cái này gọi là cái góc rồi, ha, này nó cứng, này nó hơi cứng, hơi cứng lắm, sẽ cứng quá, này có thể sẽ qua xe lại được đó. Rồi một cái bát bát ha, thì đây là nguyên bộ của nó nha, để tôi sẽ tôi có cái bộ ráp rồi giới thiệu cho mọi người biết nha. Này bỏ qua bên đi. Đây là cái bộ tôi đã ráp rồi. Để tôi quay lên cho người xem ha. Rồi đây là cái mẫu tôi ráp rồi đây nha, ra rồi. Thì cái tay này á, à, người xem đó, hai cái bát này, hai cái ốc này có sẵn gắn vô, tay này gắn cái ốc sẵn ha. Đưa thôi, cái máy rất là cứng nha, máy rất là cứng, không có xúc xích được. Người ta chỉnh cái này nè, cái này cái lục giác chỉnh vô cái này xiết vô đây và đầu ở dưới chân máy đây, đây là có con này chỉnh vô nữa nè, à, nó rất là cứng, à, nên gần như là người ta lắc không có xúc xích được, nó là cứng. Đó, còn cái cây này bắt vô cái thanh bát này để nó chụp cái bụi chúng ta đây nè. Đó, chụp cái bụi đây đó, nó che bụi là đó, ha, che lại đó, che lại này tôi đã bắt rồi. Hai cái bát nhỏ này, đây là hai cái bát nhỏ này, hai cái bát này bắt vô đây. Thôi, thiết kế đầy đủ thì về mình nghiên cứu thôi, có vô đây hết rồi đó, ốc này vô. À, và cầm tay cầm lại xiết đó. Thì cái bộ gá này có giá là 400.000 nha mọi người, cái bộ khung này có giá là 400 tại cửa hàng của tôi là giá 400 đó. Còn luôn cái máy này luôn thì nó là 1 triệu đồng, là máy 600 cái giá 400 là 1 triệu ha đó. Đây nó có lò xo dùng để kéo này đó. À, cầm rất là chắc, cầm rất là chắc tay. À, trên đây cái kẹp này nè, có thể quay được nhiều độ. À đây, kẹp này có thể quay qua nhiều độ đây. Đó, quay qua nhiều độ. À. Rồi, mọi người có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với tôi xuống ở trên ha. Rồi, cảm ơn, xin chào.